Tin chi tiết lộ chính xác 100% về tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vâng, quý tín chủ tuổi Giáp Tý thân mến, trong cuộc đời này sẽ có những giai đoạn mà bạn bắt buộc phải đối mặt với khó khăn, bế tắc, thậm chí là nghĩ tới việc muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả. Quả thực, thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng và không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Con đường đi đến thành công không bao giờ trải toàn hoa hồng. Muốn nếm trái ngọt thì bạn phải là người gieo hạt, kiên nhẫn chăm sóc cây từng ngày và kiên trì cho đến tận cùng. Mới đây nhất, khi xem luận giải tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã đưa ra dự đoán rằng ai khổ thì khổ, nhưng đối với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng trong năm Giáp Thìn 2024, được thần Phật thương tình, các tinh cao chiếu, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển càn khôn, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Giáp Tý nam mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? 3 cơ hội vàng trong năm đó là gì? Làm sao để giải hung hóa cát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ tuổi Giáp Tý cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Vận khí hội tụ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng. Năm Giáp Thìn 2024, tiền về tới tấp, làm đâu chúng đó, chúng số liên tiếp, cả đời sung túc, giàu sang. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng. Giáp Tý hay còn được gọi là ốc thượng chi thử, tức là chuột trên nóc nhà. Giáp Tý có thiên can, giáp, tương hợp, tỵ, tương hình, mậu, canh, địa chi, tý, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, tý ngọ mão dậu. Mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa. Màu sắc hợp lý, bản mệnh, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim, màu tương sinh, vàng sẫm, nâu đất, thuộc hành thổ, màu kiêng kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Mạng hải trung kim, tức vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Giáp Tý với nạp âm hành kim, do can giáp mộc ghép với chi tý thủy, thủy sinh nhập mộc, nghĩa là chi sinh can, nạp âm sinh chi. Thuộc lứa tuổi đời nhiều may mắn, ít bị trở ngại và nghịch cảnh ở tiền và trung vận, dù trong năm xung thắng hạn, có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Vì nạp âm khắc can, nên vào năm cuối hậu vận, cũng có vài trắc trở và nhiều việc không xứng ý toại lòng. Giáp Tý đứng đầu hàng can giáp, tính tình cởi mở, nhiều tự hào, kinh tế ngạo vận, lại đứng đầu hàng chi tý, mẫu người hoạt bát lanh lợi, đa mưu túc trí, cầm tinh con chuột, tuổi Giáp Tý thông minh hơn người, trong bất cứ lĩnh vực nào, từ thời trẻ cũng vượt trội bạn hữu đồng trang lứa. Tuổi Tý phần đông có trực giác nhạy bén, lanh lợi, nhiều viễn kiến rất lạc quan, dù phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng không bao giờ nhụt chí. Giáp Tý hợp với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, mậu thân, nhâm thân, giáp thân, bính tý, canh thìn, nhâm thìn, bính thìn, hành thổ, hành kim và hành thủy. Kỵ với tuổi, năm, tháng, ngày, giờ, mậu ngọ, nhâm ngọ, các tuổi mạng hỏa, mộc mang, hàng can canh, tân. Cuộc sống của Giáp Tý nam mạng ngay từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời của mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc, họ xem gia đình là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Thông minh sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vận lại không mỉm cười với Giáp Tý, bởi vậy phải ngoài 40 tuổi, những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng ở phía trước. Về gia đạo và sự nghiệp, càng trưởng thành đường công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa duy trì được lâu
thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời, ngoài 40 tuổi, người tuổi Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình, có khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Nam mệnh tuổi Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý, bởi vậy đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn phải đi vay mượn. Nhìn chung, công danh và sự nghiệp trong cuộc đời nam mạng tuổi Giáp Tý ban đầu có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định, gia đạo êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên đôi lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, hòa hợp, gìn giữ những mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Giáp Tý trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Giáp Tý theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Giáp bình hòa, cuộc sống không nhiều xáo trộn, công việc làm ăn có sự mở mang thêm, nhưng không nhiều, việc có đầu có cuối, có nỗ lực mới đạt được thành công như ý nguyện. Xét về địa chi, Tý gặp Thìn Lâm cục diện tam hợp, việc làm ăn có sự mở mang thêm, cơ hội thăng tiến ngày càng nhiều, xuất tiền đầu tư thu lợi lớn, hứa hẹn một năm bội thu cả về tiền bạc lẫn công danh. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương khắc khiến tinh thần đương số bất ổn, gây ra không ít bất lợi trong các mối quan hệ xã giao và tình cảm, sức khỏe cũng gặp trục trặc, đề phòng các bệnh về mắt và nội tiết trong cơ thể. Tiểu kết, xét về mối quan hệ can chi và ngũ hành như trên, nam mạng Giáp Tý trong năm 2024, nhìn chung có cuộc sống bình hòa, làm nhiều hưởng nhiều, vận khí có sự khởi sắc nên mưu sự cũng thuận lợi hơn, cứ nỗ lực thì ắt đạt được thành công như mong muốn, tài chính dư giả hơn, gia đạo hài hòa, tình cảm cũng có nhiều cung bậc ngọt ngào, đôi khi gặp vấn đề không như ý, có thể khiến tinh thần bất ổn, chú ý tiết chế để không làm hỏng các mối quan hệ. Thứ hai, xem tử vi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Giáp Tý nam mạng, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là ngôi sao cát tinh thuộc hệ thống cửu diệu, hay mang đến những điềm lành với cả nam lẫn nữ mạng. Thái Dương hay còn có nghĩa là mặt trời, thuộc ngũ hành hỏa, người được ngôi sao này chiếu mệnh sẽ luôn gặp nhiều may mắn cho cuộc sống, sức khỏe dồi dào và công việc thăng tiến. Thậm chí, người xưa còn ví rằng vượng khí cát lợi của Thái Dương tinh khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Nam mệnh gặp sao này thì sự nghiệp sáng lạn, làm ăn phát đạt và gặp nhiều điềm lành, nữ mệnh thì luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, sức khỏe dồi dào và ngày càng xinh đẹp, được chồng con yêu thương, lo toan gánh vác mọi việc, con cái gặp sao Thái Dương, học hành thông minh, thi cử đỗ đạt. Viết về tính chất của sao Thái Dương, có bài thơ như sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mạt tiền vơ, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì. Hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Sao Thái Dương là sao tốt lành nhất trong cửu diệu trường thọ, chủ về sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Tuổi Giáp Tý nam mạng năm 2024, gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong công việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10. Là hai tháng đại cát nên đương số chú ý để nghênh đón tài lộc về nhà, kiếm tiền tỷ về tay, làm một tháng bằng cả năm đấy nhé. Ngoài ra, bản chất của sao Thái Dương là ánh sáng, vì vậy, để được tốt, các gia chủ cần làm ăn ngay thẳng, sáng sủa, chính trực, kiêng kỵ nhất là làm ăn gian dối, mờ ám, lừa gạt người khác. Nếu cố tình làm trái, không những không được lợi mà còn gặp nhiều xui xẻo, giống như sao Thái Bạch hao tốn tiền của. Ngoài ra, để được hưởng phúc lâu dài, tránh được năm hạn, phải chịu quá nhiều vất vả, mệnh chủ cũng nên hành thiện tích đức, làm điều thiện xuất phát từ tấm lòng, yêu thương giúp đỡ mọi người mà không cần lo lắng so đo nhận lại. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Giáp Tý, theo niên hạn là toán tận. Những thầy tử vi phong thủy xưa đã nói rằng, hạn toán tận nạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, câu nói này đã cho chúng ta biết rằng, hạn này rất khó nắm bắt, vậy nên phải luôn cẩn thận, đề phòng trước mọi việc ở trước mắt, cũng như mọi kế hoạch của mình. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó. Nếu như người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng, những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến đột quỵ.
gặp hạn toán tận tốt hay xấu. Theo những tài liệu đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau: hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường, chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Tức là khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc tài sản mà không dự tính trước được. Sự mất mát này xảy ra trong hai trường hợp, một là đánh cắp, hai là hồn hạp làm ăn thua lỗ. Nói cách khác thì khi di chuyển bên ngoài dễ gặp phải kẻ cướp, nhẹ thì mất hết tài sản tiền bạc, nặng thì đe dọa đến tính mạng, cái chết. Song đó khi hồn hạp làm ăn chung với người khác, tai nạn bất ngờ ập đến, khiến công việc làm ăn thất bại, tài chính kinh tế đầu tư thua lỗ trắng tay, đặc biệt là hạn nam mạng, nặng hơn nữ mạng. Các hạn cụ thể có thể gặp khi phải hạn toán tận. Khi gia chủ di chuyển trên đường, dễ xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, nhẹ thì mất mát tiền của tài sản, nặng thì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng cái chết. Khi hồn hạp làm ăn hoặc khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ, khiến công việc làm ăn trở nên khó khăn, tiền của đầu tư ban đầu mất trắng, thua lỗ tán ra bại sản. Gặp hạn này quý anh thuộc tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, thay vì bận tâm đến tuổi hạn thì nên chú ý xây dựng các mối quan hệ, dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về vấn đề sức khỏe, cũng cần quan tâm hơn, ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên tập thể dục để có một sức khỏe tốt. Ngoài ra, những người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, nếu có điều kiện nên ủng hộ quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa, lễ bái thần Phật, cầu bình an khỏe mạnh. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Giáp Tý, nam mạng. Năm 2024, tuổi Giáp Tý gặp vận niên kê giáp viên. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ với bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc hoạnh phát, được người khác cho, bếu tặng tiền bạc tài sản. Công việc làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm nay, sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên bạn cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu phà. Trong năm, gặp vận niên kê giáp viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này, bản mệnh nên làm phúc, giúp đỡ cho người khác nhiều hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành, chung thủy với bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Ngoài ra, trong năm này dễ có bạn khác giới đang muốn lợi dụng bạn. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Giáp Tý, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Giáp Tý bước vào năm cuối hạn tam tai, đây là năm của sự hồi phục, công việc nếu có mở mang thêm, cũng sẽ đạt được kết quả tốt, tiền bạc không ngừng gia tăng, đẩy mạnh làm ăn càng có cơ hội hái ra tiền. Kim lâu năm 2024. Tuổi Giáp Tý không phạm kim lâu nếu tiến hành xây dựng nhà cửa hoặc cưới hỏi trong năm. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Giáp Tý phạm hoang ốc nếu tiến hành làm nhà trong năm Giáp Thìn, để yên tâm hơn, đương số có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi để làm nhà. Tiểu kết. Trong năm 2024, do gặp hạn hoang ốc nên con giáp này không thích hợp để đứng ra lo liệu việc xây sửa nhà cửa, nếu vẫn muốn tiến hành có thể làm thủ tục mượn tuổi để hóa giải xui xẻo. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Giáp Tý, nam mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nam mệnh, tuổi Giáp Tý là 41 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm cát lành và nhiều may mắn. Tuy là năm tam tai thứ ba nhưng có tam hợp thái tuế trợ vận nên vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Về sao hạn nam giới tuổi này, năm 2024 có phúc tinh thái dương chiếu mạng nên sự nghiệp làm ăn buôn bán gặp thuận lợi, phát đạt. Hai tháng đại cát nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, nam mạng nên chú ý bảo quản tiền bạc cẩn thận để tránh hạn toán tận làm hao tài. May mắn nữa là trong năm 2024 này, nam mệnh tuổi Giáp Tý,
sinh năm 1984, gặp vận niên kê giáp viên nên vận trình sẽ có phần sáng sủa và thành công ngoài mong đợi. Bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư, kinh doanh, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà. Chất đầy két, cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang sung túc, người người kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu ngoan ngoãn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Giáp Tý nam mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tiến vào năm có tam hợp cục nâng đỡ, thêm thiên quan và long trì ban phát, uy quyền, công danh sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý nam mệnh, vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang, theo chiều hướng tốt, đi ra làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Có điều, trong năm vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phủ, đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn, gây bất lợi trong công việc nhé. Về mặt tài lộc, so với tử vi tuổi Giáp Tý 2023, sang năm Giáp Thìn 2024, tài lộc tuổi Giáp Tý hanh thông hơn hẳn, dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc, vất vả như trước. Đương số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt, vừa được tam hợp phù trợ, lại có thiên tài chủ về các nguồn thu phụ, mang tới lộc trời ban. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, đương số có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng cuối năm. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình, bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến cho tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái, tin rằng với tính cách cởi mở chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Đặc biệt, năm có Thái Dương chiếu mệnh nên tuổi Giáp Tý nam mệnh cũng nên tìm người hợp tác là nam, sẽ tốt hơn nữa, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí, đồng thời khi có thu hoạch tốt thì nên biết cách chia sẻ với mọi người, nếu không sẽ bị anh em bạn bè chơi xấu mà gặp tổn thất về tiền bạc nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong năm có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Giáp Tý được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam mệnh còn độc thân, bạn dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn. Duy trì mối quan hệ cát lành, các cặp vợ chồng khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng nếu không quá nghiêm trọng, bằng cách quan tâm hơn đến nửa kia, ắt gia đạo yên ấm. Về mặt sức khỏe, xét tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý năm 2024, mặt sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy nhiên, luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Giáp Tý vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải, gây chảy máu thương tổn. Ngoài ra, nam mệnh tuổi Giáp Tý chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Giáp Tý, sinh năm 1984. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình,
quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu, mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn. Dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân, hành xử khiêm tốn, đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy. Tuổi này có thể đeo trang sức đá quý, màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tay bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sau đây là 7 điều mà bạn cần ghi nhớ để có được một đời bình an hưởng phúc. 1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa, giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản, tình cảm trong đời, có thể sâu, cũng có thể cạn, đừng mong cầu mọi người, đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. 2. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay, nhưng bạn chẳng nên quá bận lòng. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, làm tốt những việc của mình, còn lại tất cả cứ thuận theo đạo trời mà tùy duyên đối đãi. 3. Có một số việc vừa chỉ phân trần trắng đen đã thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. 4. Có những chuyện thoạt nhìn thì rất lớn, rất hệ trọng, nhưng qua một thời gian ngoảnh lại, thấy chỉ như khói mây. Có những nỗi đau tưởng như long trời lỡ đất, nhưng thời gian qua đi, tất cả đều tan thành dĩ vãng, vậy tùy duyên mà sống, đừng dễ phải thương đau. 5. Trong lúc tuyệt vọng nhất, hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có một sinh mệnh, bạn vẫn còn có một ngày mai, thuyền đến đâu ắt sẽ thắng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu còn chưa ổn, thì chưa phải tận cùng, cuối đường hầm tối như mực, bạn hãy tin vẫn còn ánh sáng le lói ở đầu kia. 6. Trên đời thực sự có một số việc không cần để tâm, có để tâm cũng chẳng để làm gì, thế thì hãy buông xả tùy duyên. 7. Làm người mê đừng mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh, lời đừng nói tận rồi thì thương nhau tổn hơn, việc đừng quá tuyệt tình rồi khó có đường lui, tình đừng đắm quá sâu, đắm chìm sâu càng khó thoát được, lợi đừng coi quá nặng, đặt nặng rồi càng không sáng suốt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.